Cầu duyên, cầu duyên, cầu duyên và cầu duyên. Đây là khung cảnh tấp nập tại phố Chùa Hà, quận Cầu Giấy, Hà Nội với những tấm biển hiệu có chữ cầu duyên được viết lớn, in đậm nổi bật. Phần nào cho thấy mong ước của các bạn trẻ khi đến lễ bái tại ngôi chùa Cầu Duyên nổi tiếng nhất nhì tại thủ đô. Bác cho bác tên tuổi này, ngày âm và địa chỉ. Mạng trẻ hay là xin lễ Cầu Duyên. Tết các bạn nghỉ, các bạn đi đông hơn ngày thường. Các bạn biết sớm thì ra ra tôi hướng dẫn cho cái tờ này để các bạn ấy khấn từng ban một. Và sắp lễ là tùy tâm của các bạn. Một phép thì là gọi là trung bình nhất là 300. Ba lễ. Nhiều bạn trẻ đã không quản ngại đi sớm để chọn được đồ lễ ưng ý và chuẩn bị văn khấn cầu duyên cẩn thận. Đặc biệt là những bạn độc thân đã lâu thì nay đi lễ dịp đầu năm với mong muốn khi đi lẻ bóng khi về có đôi ngay trong năm này. Mình dậy rất là sớm để chuẩn bị bởi tâm trí rất là hào hức để đến chùa cầu duyên. Độc thân cũng lâu năm nên là muốn thử một lần cầu duyên để xem nó có linh thoáng như mọi người nói không. Năm nay mình 28 tuổi, đầu là năm 65 về trước và lại vẫn ế đến bây giờ. Mình cũng tham khảo trước về lễ dâng mẫu và lời khấn chu đáo hơn. Ước là kịp 14 tháng 2 về có gấu luôn. Kính chào quý vị khán giả, đây là Góc nhìn văn hóa của Đài Truyền hình Việt Nam. Ước mình sớm có gấu, tức là có người yêu là cách nói hài hước của nhiều bạn trẻ vẫn còn lẻ bóng khi mà lễ tình nhân Valentine đã cận kề rồi. Có được cho mình một tình yêu đích thực, hạnh phúc gia đình là ước muốn chính đáng của bất cứ ai. Và điều đó sẽ thật tuyệt vời nếu như nó đến một cách tự nhiên không gượng ép. Thế nhưng, với những người mà đến tuổi kết hôn mà duyên chưa tới, thì áp lực đặt lên vai họ là vô cùng lớn. Đủ lời bàn tán, trước mặt có mà sau lưng cũng có dành cho những người hơi chậm muộn trong tình yêu. 30 tuổi chưa lập gia đình ư? Vậy hẳn là bị ế rồi. Cần xóa bỏ những định kiến về chuyện yêu đương kết hôn chính là chủ đề được bàn đến trong Góc nhìn văn hóa hôm nay. Độ tuổi phụ nữ lấy chồng thì từ 22 đến 27 là đẹp nhất. Quá cái tuổi đấy mà sinh con đẻ cái là rất là vất vả. Mình có quen ông anh gần 30 tuổi, nhưng mà thật sự chưa muốn lấy vợ thì lại bị coi là ế. Trong khi hồi trẻ anh ấy yêu ai thì cũng bị cấm cản, giờ cụ lại sốt ruột. Một độ tuổi nhất định, con người cần phải dựng vợ gả chồng, duy trì nòi giống, sinh con đẻ cái. Đây là một việc rất quan trọng của đời người. Từ năm nhất đại học đến bây giờ, tôi lúc nào cũng nhận được câu hỏi là bao giờ lấy vợ. Và thật sự không biết bao giờ là bao giờ. Việc ly hôn giống như một việc giải thoát giữa hai con người mà không còn có thể sống chung với nhau một cách hạnh phúc nữa. Thì họ đi hai con đường riêng và tìm cho mình hạnh phúc riêng. Đó cũng là một cái điều tích cực. Chuyện có yêu ai chưa, tại sao chưa yêu và bao giờ yêu là vấn đề hết sức riêng tư của mỗi người. Thế nhưng như quý vị thấy trong chùm phỏng vấn vừa rồi thì không ít người phiền lòng khi liên tục bị mọi người hỏi han bình phẩm về chuyện yêu đương kết hôn của họ, tạo thành áp lực tâm lý nặng nề. Đến độ có người bạn của tôi còn tâm sự là không muốn về thăm gia đình để tránh bị bố mẹ thúc giục rồi họ hàng hỏi han. Một số khác dưới áp lực của gia đình thì đã quyết định yêu rồi cưới một ai đó để cho xong nhiệm vụ. Vậy là yêu và kết hôn nhưng mà không xuất phát từ nhu cầu tự thân mà là từ mong muốn của người khác. Những cái định kiến và những cái áp lực mà cha mẹ cũng như là xã hội khiến cho rất nhiều những cô gái, rất nhiều những chàng trai thật sự rằng là bị khủng hoảng. Ngày đầu năm này ở rất nhiều những ngôi chùa mà linh thiêng về cầu duyên chẳng hạn, đều rất là đông những người trẻ đến đấy. Rồi là chưa kể rằng là những cái gọi là hoạt động của mê tín dị đoan như là cắt tiền duyên, chúng ta đều thấy rằng là có rất nhiều những người trẻ đã phải chép miệng, đã phải chắt lưỡi để mà bắt đầu một cái gọi là một cái mối quan hệ mà bản thân mình không cảm thấy rằng là ổn, nhưng mà vẫn phải cưới cho cha mẹ, và cưới cho cha mẹ xong thì cũng lại không thể ly dị, bởi vì cũng là vì cha mẹ, dẫn đến một cái vòng luẩn quẩn. Và hạnh phúc của rất nhiều người đã trôi đi bởi những cái định kiến như vậy. Không ít người nhắm mắt chọn vội một ai đó để gắn bó. Vào khoảnh khắc ấy thì họ chưa hình dung hết được những gì có thể diễn ra phía sau mỗi cánh cửa khép. Đó có thể không phải một khung cảnh quây quần, đầm ấm khi mà hôn nhân không xuất phát từ tình yêu. Cưới để hoàn thành một nhiệm vụ, nhưng chưa chắc đích đến đã là tình yêu và hạnh phúc. Ngang trái là ngay cả khi nhận ra hôn nhân không như mong đợi, không ít người phụ nữ cũng vì định kiến mà phải cắn răng chịu đựng vì sợ bị chê bai, chồng bỏ, chồng chê. Có những ngôi nhà
mà tưởng chừng như là rất là bình yên, nhưng bên trong đang tiềm ẩn một cái nỗi đau, những nỗi đau của người phụ nữ. Bác tôi dậy nấu nướng đêm cho anh ăn tối cũng được, bác tôi làm cái việc làm để cho khỏi bị đánh. Con gái lớn ấy vừa van xin bố, quỳ xuống van xin bố, bố đánh mẹ. Cậu bé xe người to nó đánh rồi chết thì chồng nói một vợ nói bà thì đáng trời, còn một hoàng là lắm tội lắm, có người thế nọ thế kia đi ngay ngang này nó đánh, con tự nhiên nó anh bảo là đánh không bao giờ. Cô gái nhà các bác sống người nhà các bác mà chết là mà nhà các bác. Cái việc ly hôn ở Việt Nam nó rất là khó khăn, nó khó khăn không phải vì pháp luật không cho phép ly hôn mà khó khăn là vì những định kiến xã hội. Cái khó khăn nó đến từ cái quan điểm rằng là người phụ nữ chỉ có giá trị khi mà có một gia đình trọn vẹn. Điều đó khiến cho phụ nữ rất là ngại, rất là lo sợ khi phải ly hôn. Nếu ly hôn thì họ phải chịu rất nhiều bố rìu của dư luận, đồng thời lại gặp rất nhiều những khó khăn về kinh tế, một mình nuôi con. Cái điều đó nó khiến cho cái việc ly hôn trở thành một cái việc có lẽ là bất khả thi với rất nhiều người phụ nữ, cho dù cái cuộc hôn nhân của họ rất là bất hạnh. Số liệu thống kê cho thấy số vụ ly hôn ở Việt Nam hiện ở mức là 60.000 vụ một năm. Tỷ lệ ly hôn so với kết hôn là 25%, có nghĩa rằng cứ 4 cặp vợ chồng đi đăng ký kết hôn thì có một đôi ra tòa. Không ai có quyền phán xét việc một người kết hôn hay ly hôn với một ai đó là đúng hay sai. Quyết định liên quan đến hạnh phúc hay là bất hạnh của cả một đời người thì cần nằm trong tay chủ thể của câu chuyện. Điều quan trọng nhất trong việc xóa bỏ định kiến về hôn nhân tình yêu chính là lắng nghe con tim và lý trí của mình, thay vì bận tâm đến suy nghĩ của những người không hề liên quan. Có rất nhiều những người trẻ cũng đã bước ra ngoài, bước ra khỏi cái vòng kim cô mà nó cha mẹ hay là cái định kiến xã hội đã dành cho họ. Nếu như chúng ta cho rằng hạnh phúc là phải có một gia đình, phải có một tình yêu thì rõ ràng nó là một cái thứ hạnh phúc khuôn mẫu. Hạnh phúc nó không hữu hình đến như thế. Hạnh phúc nó là cái gọi là cái cảm giác từ trong lòng mình, và hạnh phúc cũng càng không phải là từ những cái định kiến, cái tiêu chuẩn mọi người đưa ra. Hạnh phúc là do chính bản thân mình cảm nhận. Và nếu như bạn cảm thấy hạnh phúc thì cho dẫu bạn không có gia đình, bạn không có người yêu thì điều đó không cản trở cái việc bạn được hạnh phúc cả. Khi mà chúng ta tìm thấy những cái hạnh phúc từ ngay chính bên trong mình, từ cái gọi là cái cảm nhận của mình với cuộc sống, thì chắc chắn là người mới thực sự là tìm thấy hạnh phúc. Chẳng ai có thể phủ nhận được giá trị tốt đẹp của gia đình, của hôn nhân, của tình yêu đối với mỗi con người.